mừng các bạn đã quay trở lại với Vina Organic. Mình là Phương Thảo, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong video ngày hôm nay. Như các bạn có thể thấy ở đây, đó chính là những dòng máy hấp ủ đa năng, máy ủ sữa chua của Vina Organic với 3 mã model khác nhau, đó chính là 3 khay, 6 khay và 12 khay. Đây là dòng máy được bán chạy nhất tại Vina Organic và cực kỳ được yêu thích bởi các cá nhân, hộ kinh doanh hay là các nhà sản xuất sữa chua. Tuy nhiên, việc lựa chọn máy hấp ủ đa năng nào cho phù hợp thì đang còn rất là khó khăn đối với nhiều người mới bắt đầu. Vậy thì trong video ngày hôm nay, Thảo sẽ giúp các bạn lựa chọn máy hấp ủ đa năng, máy ủ sữa chua nào cho phù hợp nhé. Vậy thì trước khi bắt đầu video, đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký để có thể nhận được những thông báo mới nhất từ Vina Organic nhé. Hiện tại bên cạnh Thảo đây chính là 3 chiếc máy thuộc series dòng máy hấp ủ đa năng Habavi V-Yogurt đang rất là hot trên thị trường với những tính năng, công năng vượt trội mà nó mang lại, giúp cho người sử dụng cũng như những chuyên gia đánh giá rất là cao. Hiện tại thì chúng tôi đang có 3 dòng máy nhỏ, vừa và lớn, và có thể lớn hơn là 24 khay và 30 khay tùy thuộc vào nhu cầu của bạn. Các bạn có thể thấy những chiếc máy này có kích thước nhỏ gọn và vuông vức. Các bạn có thể để trong khu vực trưng bày, nhà bếp để ủ sữa chua, hấp bánh flan hay là bánh da lợn, rất tiện lợi phải không nào? Vậy sự khác nhau giữa 3 chiếc máy này là gì? Đối với máy 3 khay, 6 khay và 12 khay của chúng tôi thì có kích thước khay như nhau là 40 x 40cm. Về khoảng cách giữa các khay thì là 9cm. Giúp các bạn có thể chứa rất là nhiều nguyên liệu ở trong đây. Khối lượng tối đa một khay có thể chứa là 5 lít, tương đương với 49 hũ xếp trên một lớp. Vậy thì sự khác nhau ở đây chính là số lượng khay, 3 khay, 6 khay và 12 khay. Vậy thì máy 3 khay phù hợp với ai, máy 6 khay phù hợp với ai và máy 12 khay phù hợp với đối tượng nào? Ở đây chúng tôi có máy 3 khay với kích thước chuẩn là 40 x 40cm. Máy 3 khay thì chúng ta sẽ sử dụng cho gia đình nhỏ từ 4 đến 5 người hoặc là sản xuất sữa chua để dùng, bán handmade, kinh doanh online nhỏ. Và nếu nhu cầu của các bạn lớn hơn một xíu, các bạn sản xuất bánh flan, sữa chua để phục vụ cho quán bán đồ ăn nhanh hay là quán trà sữa kết hợp với quán đồ ăn nhanh thì các bạn có thể sử dụng máy 6 khay, năng suất gấp đôi máy 3 khay. Tương tự, nếu các bạn là cơ sở sản xuất, có thể sản xuất lên đến vài nghìn hũ trên một ngày thì các bạn sử dụng ngay máy 12 khay kết hợp với máy 6 khay để cho ra được số lượng hũ tương ứng. Nhìn chung dòng máy này có kích thước nhỏ gọn, chỉ khác nhau về chiều cao, tương ứng với số lượng hũ nhiều hơn. Chính vì vậy, bạn có thể dễ dàng lựa chọn dòng máy ủ sữa chua phù hợp với nhu cầu sản xuất của mình. Về kích thước và chất liệu hũ quy định cho 3 chiếc máy này thì ra sao? Ngay đây Thảo có các kích thước và chất liệu hũ hay được sử dụng trên thị trường, hũ nhựa trắng đục, hũ thủy tinh và các bao bì nylon. Tất cả đều có thể sử dụng trên máy hấp ủ đa năng, máy ủ sữa chua này. Như vậy các bạn có thể yên tâm về chất liệu chứa đựng rất đa dạng và an toàn phải không nào? Vậy là Thảo đã mách cho các bạn cách lựa chọn máy hấp ủ đa năng để cho phù hợp với nhu cầu của mình. Nhớ lưu lại để sử dụng khi cần thiết nhé! Ngoài những dòng máy 3 khay, 6 khay và 12 khay đang có ở đây, Vina Organic còn có những dòng máy 24 khay, 30 khay hay những dòng máy lớn hơn theo nhu cầu của bạn. Hãy truy cập website của chúng tôi www.vinaorganic.com hoặc liên hệ ngay số hotline được hiển thị trên màn hình để chúng tôi có thể tư vấn và giải đáp thắc mắc cho bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!